Hallelujah, con cảm ơn Chúa vì Ngài ban công cho chúng con một buổi nhóm tốt lành. Con xin dâng các buổi nhóm trên Zoom này lên trong vòng tay yêu thương của Ngài, và con xin dâng các bạn trẻ trên bàn tay yêu thương của Ngài. Thì giờ này con xin Chúa cho các bạn bị mất cha mẹ vì COVID hay không bị mất cha mẹ vì COVID, những em bé mồ côi, xin Chúa cho các em bé nhận được tình yêu thương từ Ngài, nhận được niềm vui trong tấm lòng của các em trẻ mà Ngài đã ban cho các em trẻ, để các em trẻ không còn buồn nữa. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều, và xin Chúa cho các em bé không có nhà ở thì cũng có thể biết Ngài, và người ta đồng lòng thương xót em bé và cho em bé nhà để em bé ở. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con hành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.